Xin chào mọi người, chào mọi người đến kênh Tô Màu mình. Ngày mai chúng ta sẽ gặp tôi ông già Noel nha mọi người. Kênh chúng ta rồi nhé. Đây, nhận quà. Đây, quà. Bánh trung thu vẫn trong miệng anh ơi. Phải không? Bánh sao mà mình có màu đỏ ở tô áo. Nâu của tôi dày nhé. Màu đen để tô phần thắt lưng và phần áo. Màu da ở cơ thể da cũng phải thôi. Màu đỏ tôi quần nhé. Màu nâu để tô túi. Dùng màu nâu của tôi phần rồi, em nghĩ là trung thu em sẽ bảo mẹ mua cho một cái bánh nhân mặn chứ thêm một cái nhân ngọt của bánh trung thu nữa cho em ngấy cả ngày. Ôi em ghét bánh dẻo kinh khủng ấy, không biết ăn nhưng mà nó cứ có cái vị nó kiểu cắn cái phần trắng trắng ấy, cảm giác ăn một cục đường ấy, một cục đường này nó lại còn có cái vị nó hơi lạ lạ. Cả nhà em chỉ có giết mẹ em ăn bánh dẻo thôi. Ok vậy.
vậy mình đã tô màu xong bức tranh ngay dành nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.